Hai cả nhà nha, cả mọi người đã bấm vào xem video của em Luyến nhé. Thì hôm nay sẽ quay review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng ES 155 phân khối phiên bản 2023 và 2024 nhé. Thì cả nhà mình đang quan tâm cũng như đang có nhu cầu mua xe trong thời điểm tháng 4 tháng 5 này thì liên hệ liền ngay cho Luyến nha. Để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại kèm thêm một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng nha. Áp dụng khi mua xe có liên hệ qua số điện thoại Zalo của em Luyến là 0346552628 nhé. Đi về xe trước đi. Đây quay về mẫu ABS cũng như là mẫu phiên bản 2024 cho cả nhà nha. Cao cấp cũng ABS nha. Đây có lên cho cả nhà về màu đen bóng. Em này là phiên bản 2024 nha. CBS nha cả nhà, nhưng mà sử dụng chìa khóa smart key ha, là phiên bản cao cấp. Em này có lên một vài món phụ kiện cho cả nhà cơ bản như là tay thắng này, trong bộ trước sau, phuộc này, cặp tê, ba ga, rồi ốp đồng hồ, đó là một vài món phụ kiện cơ bản cho cả nhà mình nha. Có giảm giá từ 30 đến 80% tùy món nhé. Hiện tại đối với dòng phiên bản cao cấp 2024 này đang có mức giá cho cả nhà chỉ có 47.900 nha. 47.900, liên hệ đặt lịch trước giảm ngay 2 triệu, còn 45.900 nha. Kế tiếp là em xe phiên bản giới hạn này, màu xám đen, xám tem này, tem xanh nha, xám xanh đen này. Và dưới này có em xe màu trắng, trắng bông vàng đồng nha. Thì ngoài hai màu ra có cả phiên bản Monster này, xanh GB, phiên bản đen đen nhám này. Rồi rất là nhiều màu sắc cả nhà mình, có xanh bạc đen nữa, rồi đỏ. Rất là nhiều màu sắc cả nhà mình muốn quan tâm cũng như là ưng về mẫu nào có thể nhắn tin riêng qua số Zalo cho Luyến nha. Mức giá chỉ có 50.900 đến 51.900, liên hệ đặt lịch trước cũng giảm ngay 2 triệu nhé. Phía trên này thì cũng có rất là nhiều phiên bản của 2023 này, như là màu xanh xanh lá này, rồi màu trắng ngọc trai. Ở phía bên này có em xe vàng này, tím, rồi hồng. Luyến sẽ lướt lướt qua nha, cho cả nhà coi nha. Chị em mình muốn biết kỹ chi tiết thì có thể ưng mẫu nào chụp màn hình lại gửi riêng qua số Zalo để Luyến chụp kỹ chi tiết cũng như báo giá chi tiết hơn cho cả nhà mình tham khảo nhé. Mức giá hiện tại đối với một em xe ES 155 phiên bản 2023 thì đang hỗ trợ chỉ từ 42.900 đến 44.900 từ phiên bản nha. Trả trước cho Luyến chỉ cần duy nhất là 5 triệu đồng mà sở hữu xe rồi. Liên hệ đặt lịch trước cũng giảm ngay 2 triệu ha. Đối bản 24 thì trả trước tầm 8 triệu là sở hữu xe rồi. Còn 23 trả trước duy nhất 5 triệu là sở hữu xe nha. Thủ tục chỉ cần duy nhất căn cước công dân trên 18 tuổi, không nợ xấu, không nợ trễ, là duyệt hồ sơ từ 15 đến 30 phút nha. Có hỗ trợ sân độ theo cầu và ship xe toàn quốc, cả nhà nhanh tay nha, liên hệ liền cho em Luyến để nhận ngay 2 triệu đồng xe đi lại nữa nhé.